Trong video trước thì mình đã nói qua về toán decision tree, toán quay quyết định. Thì bây giờ làm sao từ một cái tập data cho trước thì bây giờ làm sao mình xây dựng một cái cây cây mà nó sẽ đưa ra các cái quyết định, đưa ra các cái điều kiện và làm sao để nó đưa ra quyết định một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì trong cái video này thì mình giới thiệu về hai cái độ đo, đấy là độ đo impurity và cái SOP. Thì ví dụ như một cái tập cho trước ở đây là lớp popcorn, lớp soda với cả đưa ra quyết định là lớp cool ai hay không, thì nó sẽ có một số lựa chọn là có thể là gì, lấy cái lớp popcorn này là cái nút gốc hoặc là lớp soda hoặc là S. Thì bây giờ phải có một cái độ đo nào để xác định được là sử dụng cái feature nào làm root node thì nó sẽ có hiệu quả nhất. Đó, mình có thể lấy là popcorn làm cái nút gốc, hoặc là mình có thể sử dụng cái gì soda làm nút gốc. Đó, có thể có nó nhiều lựa chọn, hoặc là mình cũng có thể là sử dụng S để làm cái nút gốc. Thì với mỗi cái trường hợp đấy thì mình sẽ tính toán, hôm trước là mình sẽ tính các cái trường hợp, các cái nếu mà nút popcorn là nút gốc thì nó sẽ chia ra dựa trên cái điều kiện là Z và No. Bên này là Z và No, mình sẽ đếm đếm xem là cái tập này nó sẽ chia ra cái kết quả là lớp khuôn SI nó sẽ như thế nào. Thì ở đây nó sẽ có hai cái tập kết quả ở đây rồi ạ. Mình như hôm trước mình đếm thì mình đã đếm được cái số lượng rồi. Thì bây giờ cái độ đo, bây giờ mình sẽ đưa ra một cái độ đo để có thể là xác định được là cái nốt nào là nốt gốc thì là nó sẽ tốt nhất. Thì ví dụ ở đây mình có một cái quan sát rằng là mình đang có một cái tập có 6 cái nốt vàng và hai cái chấm xanh. Thì ở đây có thể thấy là nó có thể chia ra dựa trên một cái điều kiện A nào đó thì nó sẽ chia ra một cái tập là bốn cái chấm vàng và một cái chấm xanh. Bên này là ba cái chấm vàng và một cái chấm xanh. Hoặc là một cái điều kiện khác, dựa trên một điều kiện khác thì mình có thể chia ra được là bốn bên này là bốn nhánh, bên này là bốn cái chấm vàng, hai chấm xanh, và bên này có thể là ba cái chấm vàng. Thì ở đây về mặt cảm quan ấy, mình cảm giác được là cái đằng dưới thì nó sẽ hiện phân loại tốt hơn, tại vì là ở đây có thể thấy là cái nút lá, nó các cái nút lá ở đây thì các cái dữ liệu nó đồng nhất. Khi mà vào nút gốc thì nó đa dạng và nhiều 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 cái thành phần. Tuy nhiên càng về nút lá thì mình càng đồng nhất thì sẽ dễ dàng cho hơn cho cái việc phân loại. Thì đấy là cái mặt cảm quan, mình nhìn nhìn hai cái cây ở đây thì mình có thể cảm giác rằng là cái cây cây đằng dưới này nó sẽ cho cái kết quả tốt hơn. Thì làm sao mình đưa ra cái độ đo để có thể đánh giá được, thì ở đây mình có sẽ giới thiệu về hai cái độ đo, đấy là Gini impurity với cả entropy. Purity là cái độ tinh khiết và impurity là nó độ không tinh khiết. Không tinh khiết tức là nếu mà nó càng càng nhỏ thì nó sẽ càng gì, càng tinh khiết, và càng lớn thì nó sẽ càng không tinh khiết. Thì đấy là cái độ đo impurity. Còn cái độ đo entropy là cái độ đo để tính là cái độ đo không chắc chắn, không chắc chắn. Thì đến từng phần thì mình sẽ tìm hiểu sau. Cái độ đo Gini thì mình sẽ tính là bằng cách là bằng cái công thức ở đây. Công thức là một trừ tất cả tổng tất cả các bình phương của xác suất, tổng các bình phương các xác suất. Thì sau đó thì mình sẽ có một số độ đo là Gini ratio, thì hoặc là reduction invariant, hoặc là chi square. Một số cái độ đo đấy thì cái độ đo này thì nó sẽ dựa trên cái entropy, entropy score. Đầu tiên với cái độ đo impurity thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Ở cái video trước thì mình đã đếm rồi, với cái nốt gốc là cái popcorn thì mình sẽ đếm được bên trường hợp này là điều kiện Z, bên trường hợp này là No thì mình sẽ được là nó sẽ chia ra được thành là gì, một người thích lớp full SI và ba người không không thích không lớp full SI. Về với điều kiện No thì sẽ chia ra được hai hai người lớp full SI và một người thì không. Đó. Đối với trường hợp popcorn. Còn đối với trường hợp soda thì mình sẽ đếm được là gì ạ? Mình sẽ đếm được bên này là 3 3 3 Z, 1 No, và bên này không Z và 3 No. Thì ở đây có thể thấy là cái trường hợp này nó đồng nhất hơn. Đồng nhất hơn. Thì bây giờ
cái impurity là gì. Ví dụ bây giờ mình có 3 set, set 1, set 2, set 3. Ở đây có thể nhìn thì set 1 ở đây nó chỉ toàn là một, toàn các cái lớp thuộc một. Cái set 2 thì có 4, 1 và 1, 2 thì nó sẽ thuộc, nó sẽ có đa dạng hơn một tí so với set 1. Cái set 3 thì nó sẽ đa dạng hơn cái, so với set 2. Thì ở đây mình đang muốn làm sao cái impurity score của cái này, của cái set 1 là nó thấp nhất. Thấp nhất. Và cái impurity của cái set 2 nó là bên nó cao hơn một tí và cái set 3 nó cao nhất. Tức là cái nào mà có càng nhiều cái tạp chất thì nó sẽ, cái impurity nó sẽ cao. Còn cái nào mà nó ít tạp chất, nó đồng nhất hơn thì nó, cái impurity nó sẽ thấp. Ví dụ như ở đây, cái tập này nó cũng vậy, tập này nó đều là các cái chấm tròn thì nó sẽ impurity nó sẽ thấp hơn. Còn cái này nó sẽ cao hơn một tí. Cái này thì nó sẽ cao hơn một tí. Và cái này thì nó sẽ cao nhất. Đó, đó thì cái độ impurity là độ tinh khiết. Purity là cái độ tinh khiết, còn impurity là nó sẽ độ đo không tinh khiết, tức là nó càng nhỏ thì nó sẽ càng tinh khiết. Ví dụ như là ở đây cái set 1 thì nó càng nhỏ nhất. Đó. Thì bây giờ một cái impurity ở đây thì mình sẽ thực hiện tính như thế nào? Công thức lúc nãy mình có công thức ở đây là 1 trừ đi sigma của tổng của tất cả cái bình phương. Vì phương thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Ví dụ như là đối với cái nóc lá bên này thì mình sẽ tính impurity như thế nào? Nó sẽ bằng là gì ạ? 1 trừ đi cái xác suất của cái Z này là 1 trên 4 tất cả bình phương trừ đi 3 trên 4 tất cả bình phương. Tương tự ở bên này cũng thế, mình có thể tính được cái impurity ở đây là gì? 1 trừ 2 trên 3 tất cả bình phương trừ đi 1 phần 3 tất cả bình phương. Đó. Và tương tự bên này mình cũng tính được cái nốt lá ở dưới này. Nốt lá ở dưới này là thì 1 trừ 3 phần 4 tất cả bình phương trừ đi bao nhiêu ạ? Trừ đi 1 phần 4 tất cả bình phương. Thì ở đây có thể thấy là 1 trừ đi 3 trên 3 tất cả bình phương. Có thể thấy đơn giản này, để đây nó bằng 1. Tức là cái này nó đồng nhất mà nó, cái impurity nó sẽ bằng 0. Nó càng tinh khiết, nó càng tinh khiết thì cái impurity nó sẽ càng thấp. Thì cái Gini impurity nó sẽ được tính theo cái công thức này. Công thức này mình vừa mới tính đây rồi. Mình vừa mới tính xong rồi. Thì ví dụ ở đây nó cũng có hai cái tập. Đấy là tập ở đây có bao nhiêu ạ? Có 7 cái nút, 7 cái chấm vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nút vàng. Và một cái chấm xanh. Thì lúc này cái impurity của cái impurity sẽ bằng tính là bằng gì ạ? Bằng 1 trừ đi 7 phần 8 tất cả bình trừ đi 1 phần 8 tất cả bình. Đó, thì nó sẽ được là 0,21. Tương tự với cái tập dưới này, chẳng hạn tập dưới này nó đều là nó chỉ có cái chấm vàng thôi, và cái impurity nó sẽ được tính bằng cách là 1 trừ 8 phần 8 tất cả bình. Còn cái nốt xanh nó không thì mình sẽ không phần 8 tất cả bình. Đó, nó sẽ bằng 0. Thì cái này nhỏ hơn thì nó sẽ nó càng nhỏ hơn thì càng tinh khiết hơn, càng, hoặc là nó cách khác là nó đồng nhất hơn. Cái công thức này nó rất là hay, là như vậy nó có thể xác định được là cái nốt đây nó có tinh khiết hay là không. Thì ở đây mình có thể thấy rằng là gì ạ? Một cái set ở đây, mình cái set 1 nó có set 1 có một cái loại duy nhất thôi, và set 2 thì có hai loại là loại 1 và loại 2, set 3 thì có 5 loại khác nhau. Đó, thì tức có thể thấy là cái này nó càng đồng nhất hơn, nó có 5 cái nhưng mà cùng một loại. Còn cái này có 5 cái nhưng mà có cùng hai loại, cái này 5 cái nhưng mà nó cùng thuộc 5 loại. Đó, thì nó sẽ cái set 3 thì nó sẽ nhiều cái loại, nhiều đa dạng hơn, cho nên là nó sẽ không đồng nhất, hay còn gọi là không tinh khiết. Thì ở đây ví dụ với cái n bằng 1, p 1 bằng 1 chẳng hạn, thì Gini của nó sẽ bằng 0. Đó. N bằng 1, P1 bằng 1 thì mình sẽ tính xét được là cái Gini được bằng 0, thì nó càng nhỏ thì cái set đấy nó sẽ càng tinh khiết. Tiếp tục với cái N bằng 2 thì mình có thể tính được cái Gini của nó bằng 0,32. Đó, cái này là nó càng đồng nhất thì nó sẽ càng tiến đến 0. Và cái này, cái set 2 nó sẽ tính được cái Gini là 0,32. Và cái set 3 thì nó sẽ tính được là 0,8. Tức là cái set 3 thì nó sẽ có cái impurity score nó sẽ còn lớn nhất. Đó. Kết luận ở đây mình sẽ kết luận là cái set 1 nó sẽ tốt nhất cho cái việc là mình sẽ xác định được là cái set 1 nó là impurity nhất, là purity nhất
tức là nó sẽ tinh khiết nhất mà đồng nhất nhất. Đó. Dựa trên cái impurity score thì ở đây mình sẽ có các cái một cái nhận xét là gì? Các cái cây này này, các cái nốt này này, lúc nốt nốt gốc ấy, nốt gốc thì nó sẽ diversity, nó sẽ lấy tất cả các dữ liệu, nó sẽ trừ tất cả dữ liệu, đúng không ạ? Sau khi chia tất các cái điều kiện thì các cái nốt này nó sẽ trừ các cái dữ liệu, và các cái dữ liệu này nó sẽ càng ngày càng đồng nhất hơn. Đó, thì đấy là cái yêu cầu của cái quyết định, nó phải khi mà chia ra thì nó phải đồng nhất hơn, và nó sẽ giảm cái Gini index đó, nó sẽ càng về các nốt phía đằng sau này thì các cái Gini index nó sẽ càng giảm xuống. Thì cái quyết định này nó sẽ dừng khi nào? Nó sẽ dừng với một điều kiện, mình sẽ đưa ra một số điều kiện dừng, ví dụ như là nó đã phân loại được tốt rồi, hoặc là mình đưa ra cái độ chiều sâu của cái cây đấy là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Đó. Thì bây giờ khi mà tính được cái impurity của hai cái nốt lá này rồi, mình đã tính impurity của hai cái nốt lá này rồi, thì bây giờ mình sẽ tổng hợp cái nốt 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 gốc ở đây, nó sẽ thực hiện tính như nào. Ở đây lúc nãy mình tính là được bao nhiêu ạ? Mình lúc nãy tính được là cái Gini ở đây là 0,375, bên này là 0,444. Mình tổng hợp lên cái nốt trên này thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Bây giờ mình thử suy nghĩ ra, mình có thể tính bằng cách nào ạ? Mình có thể tính cộng, tính tổng, hoặc là mình có thể lấy min, hoặc là mình có thể nhân lại với nhau, hoặc đó. Thì bây giờ mình sẽ có cách nào để mình có thể tổng hợp được cái Gini cho cái nốt gốc ở đây? Thì mình sẽ thực hiện là dựa trên cái tổng số, đúng không ạ? Bên này ví dụ như là ở đây có 4 điểm mà bên này có 3 điểm, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhân lên 0,375 nhân với 4 cộng với 0,44 nhân với 3. Ví dụ với cái trường hợp là bên này có 6 mà bên này có 2 thì mình mà tính tổng lại thì nó không fair, cho nên là mình phải nhân với cái contribution, tức là số điểm mà có ở trên này. Thì mình sẽ tính cái tổng này là sẽ bằng gì ạ? Bằng alpha nhân với cái bên này là cái A đi. A cộng với beta nhân với cái B. Đó, thì hai cái A và cái B là Gini impurity, và mình sẽ tính cái tổng số ở đây. Tổng số ở đây bằng cách là gì ạ? Bằng cái số điểm dữ liệu có trong mỗi cái nhánh này. Cái nhánh này. Đây, mình sẽ tổng hợp thông tin bằng cách là gì? Count, mình sẽ đếm. Ví dụ ở đây nó sẽ được tính như thế nào ạ? Bằng 4/7. Thế bằng là gì ạ? 4/7 nhân với 0,375, bên này sẽ là gì? 3/7 nhân với 0,444, sau mình tổng cái này lại thì mình sẽ được cái Gini impurity của cái nốt Foxconn này. Mình sẽ tổng hợp như vậy. Thì ở đây có thể thấy là ở đây mình sẽ tính bằng cái công thức là gì ạ? Như lúc nãy mình sẽ tổng hợp theo cái contribution của mỗi cái node của một cái nhánh, và mình sẽ tính tổng lại. Đây là cái công thức là mình sẽ tính cái gì, tổng cái số lượng cái node ở bên này và chia cho tổng số và cái số node. Ví dụ ở đây bên này là 4 thì chia cho 7, và bên này là 3 chia cho 7 nhân với cái gì, cái Gini của cái nhánh đấy. Đây, ví dụ như là ở đây mình sẽ có là ở đây là sẽ 0,375 ạ. 0,375 thì 0,375 nhân với 4/7 cộng với 0,444 nhân với 3/7 thì nó sẽ được tính tổng là 0,405. Thì đấy là Gini impurity, tính total thì nó sẽ tính là gì ạ? Theo cái weight. Đó. Tương tự với cái, đây là cái với cái popcorn, đây là cái nốt gốc của cái popcorn. Với cái nút gốc là cái soda thì mình sẽ tính được cái Gini là bằng 0,214. Thì ở đây mình có thể dễ dàng thấy được là cái Gini của cái soda này nhỏ hơn. Thì để lựa chọn giữa hai cái là soda và popcorn là nút gốc thì mình sẽ chọn cái soda, tại vì nó sẽ chia ra được cái hai cái nhóm mà nó sẽ purity hơn, nó sẽ đồng nhất hơn. Thì đối với cái trường hợp là cái S chẳng hạn đấy, nó không có hai cái giá trị nó một cái continuous value, mà một cái số, thì bây giờ mình sẽ thực hiện như thế nào ạ? Mình sẽ chia như thế nào? Mình sẽ chia điều kiện như thế nào? Thì như lúc nãy xong, đối với cái popcorn thì mình sẽ có chia thành hai cái điều kiện là yes or no, đúng không? Yes or no, cái này yes or no,
Còn đối với cái ads thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Mình sẽ tính, mình sẽ sort, đầu tiên là mình sẽ sort cái ads đấy theo từ bé đến lớn, từ bé đến lớn. Sau đấy ở đây bước đầu tiên là mình sẽ sort từ từ bé đến lớn đã. Từ bé đến lớn. Đó. Sau đấy thì mình sẽ lấy trung bình của các cái đoạn ở đây, ví dụ như là mình đang tính trung bình của cái đoạn này. Mình sẽ xét trung bình của đoạn này là 7 cộng 12 chia 2 bằng 9,5. Tiếp tục mình đến 12 cộng với 18 cộng với 12 chia 2 15. Và mình sẽ xét ra các trung bình giữa các cái đoạn này. Các cái đoạn này. Đoạn này thì mình sẽ đưa ra các cái điều kiện là như này. Ví dụ như là đầu tiên là mình sẽ lấy là lớn hơn 9,5 và nhỏ hơn 9,5. Trường hợp thứ hai là mình lớn hơn 15 và nhỏ hơn 15. Đó, các cái trường hợp còn lại nó cũng tương tự như vậy. Và mình tính từng Gini cho từng cái điều kiện này. Thì từng Gini cho từng điều kiện này với cái S. Và mình xem được là cái nào nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì mình sẽ chọn cái ngưỡng đấy, cái ngưỡng đấy. Ví dụ ở đây chẳng hạn mình đang có là cái này không phải 9,5 chẳng hạn, thì bên này mình sẽ chia ra thì mình tính được cái Gini impurity của nhánh này là bao nhiêu, Gini impurity của nhánh này là bao nhiêu. Không, mình sẽ tổng hợp như cái công thức lúc nãy, tổng hợp lúc nãy theo cái trọng số là số lượng. Thì tiếp tục mình cũng tính xem tính cho cái 15, tính cho cái 15 cái Gini impurity của cái S đấy là bao nhiêu. Đó, ví dụ như là cái nhỏ hơn 15 thì mình sẽ có chia là hai cái nhóm như thế này. Nhỏ hơn 15 yes hoặc là no. Nếu mà nhỏ hơn 15 thì nó sẽ chia ra được cái này, và no thì nó sẽ yes, và nó sẽ chia ra được hai cái nhóm như này. Đó. Ba ở bên cái người mà lớn hơn 15 tuổi thì trong đấy có ba người là lớp khuôn SI, còn hai người thì no. Đó. Thì ở đây mình sẽ tính cái Gini impurity bình thường thôi ạ. Mình sẽ tính là 1 trừ 0/2 tất cả bình cộng trừ đi 2/2 tất cả bình thì nó bằng 0. Hoặc là ở đây mình cũng có thể trừ là gì, 1 trừ đi 3 cộng 2, đây là nó sẽ có 5 điểm, cho nên là 3 trên 5 tất cả bình trừ đi 2/5 tất cả bình bằng 0,48. Thôi mình sẽ tổng hợp lại xem nhân với số điểm, thì ở đây là trước này là gì, 0 nhân với 3/7, tại vì ở đây nó đang có bao nhiêu ạ? Đây là 5, đây là 2/7, đây cái slide này đang nhầm, 5/7 nhân với 0,48 thì mình sẽ được cái Gini impurity của cái S nhỏ hơn 15 thì nó như thế này. Đó, tương tự với các cái ngưỡng khác thì mình có thể tính toán là bao nhiêu, xong đấy mình với một cái ngưỡng thì mình sẽ đưa ra được cái impurity nó là bao nhiêu, Gini impurity, và mình chọn cái ngưỡng nào mà cho cái Gini nó nhỏ nhất. Ở đây mình có thể có hai cái trường hợp là 0,343, thì ở đây mình sẽ chọn một trong hai, mình sẽ chọn random hoặc là mình sẽ dựa trên cái hiệu quả phân lớp của nó, hiệu quả của cái cây đấy nó thế thế nào, cái nào tốt hơn thì mình chọn cái đấy. Hoặc là sau này mình sẽ học một cái phương pháp gọi là random forest, mình sẽ kết hợp giữa nhiều cây lại với nhau, kết hợp nhiều giữa nhiều cây lại để có thể phân lớp tốt hơn. Thì sau khi có cái tính cái Gini impurity của ba cái feature đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ chọn cái nào cho cái Gini impurity nó thấp nhất. Thì mình chọn được cái này là thấp nhất. Cái này là thấp nhất là lớp soda. Lớp soda thì thấp nhất, sau đấy thì mình sẽ lấy cái lớp soda là cái lớp gốc. Lớp gốc. Thì ở đây có thể thấy là cái này nó còn chia ra được chưa đồng nhất. Nó cái nốt lá ở đây nó chưa đồng nhất, bên này thì nó đồng nhất rồi thì ok. Thì bên này thì mình phải thực hiện chia nhánh tiếp để nó thì làm thế nào để cho nó đồng nhất. Ở đây có thể thấy là lớp N-Scoot-I, lớp soda này, lớp soda mà Z thì nó sẽ có các cái trường hợp như này. Z mình lớp soda mà, lớp soda là Z này thì ở đây nó còn chưa ra chia được là mình từ cái lớp soda này với những cái người Z thì mình chưa phát hiện được là có người đấy có lớp loại khuôn SI hay không, thì mình phải thực hiện phân nhánh để tiếp để đưa ra cái quyết định, đúng không ạ? Còn đối với cái nâu này, đối với cái lớp soda, nếu mà nâu ở đây mình có thể thấy là những cái nâu nào thì nó đều là không nâu lớp khuôn SI được, thì mình có thể đưa ra cái quyết định đấy luôn là những cái người nào mà không lớp soda thì sẽ không lớp khuôn SI. Đó. Còn cái nhánh bên trái này, nhánh Z này nó chưa phân lớp được hết. Cho nên là bây giờ mình phải thực hiện các cái điều kiện, các cái nốt con tiếp. Thì ở đây mình đang có hai cái nốt con nữa là gì? Hai cái feature, mình có thể sử dụng hai feature nữa là cái lớp postcon hoặc là S
Thì bây giờ mình lại tính cái popcorn với cả cái nào có genie purity nó cao hơn, à nó nhỏ hơn thì mình sẽ lựa chọn. Đấy, tiếp tục mình lại lựa chọn trên chỉ trên cái tập này thôi. Thì cái tập này thì mình ở đây có thể tính được cái lớp popcorn nó là 0,25 và cái S thì nó là bằng bao nhiêu? S thì nó bằng S thì bằng genie bằng 0, cho nên là mình sẽ dựa trên cái S này để có thể phân loại tiếp, để phân 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 nhánh tiếp. Thì ở đây mình có thể thấy là mình sẽ sự lựa chọn S ạ. Sau cái lớp soda này rồi, những cái nâu này thì nó sẽ nợ không lớp không S ai. Bây giờ sau cái với cái, những cái người nào mà Z ở lớp soda thì mình sẽ chia theo tuổi, người nào mà lớn hơn 12 tuổi. Người nào mà lớn hơn 12 tuổi thì là gì ạ? Là không không lớp full SI, còn nếu mà người nào mà nhỏ hơn à người nào mà nhỏ hơn 12,5 tuổi thì sẽ lớp full SI, còn cái người nào mà không thì nó sẽ phân loại là gì? Có lớp full SI. Thì đấy là cách để có thể xây dựng được một cái cây cây quyết định cây quyết định cây quyết định là bây giờ mục đích của mình là gì? Bây giờ mình phải đưa ra được một cái cây mà đưa ra cái quyết định một cách nhanh nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đó. Mình sẽ không phải dạy nhánh nhiều và mình đưa ra được cái quyết định. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái việc sử dụng cái Gini Impurity. Thì đây là cái cây hoàn chỉnh mà mình đã xây được dựa trên cái tính toán cái Gini Impurity như lúc nãy mình đã nói. Đấy, bây giờ mình sau sau khi có cái cây đó rồi mình đưa vào cái để testing, ví dụ ở đây mình đang có một cái dữ liệu mới vào là lớp popcorn này, lớp soda này, tuổi là 15 thì mình sẽ đưa vào lớp soda có thì nó sẽ dễ nhanh sang bên này. Đó, tiếp tục nó có S nó là nhỏ hơn 15,5 12,5 nâu đúng không ạ? Đây 15 thì nó lại sẽ lớn hơn 12,5 cho nên là nó sẽ không nhỏ hơn 12,5, nó sẽ đưa ra quyết định là lớp full SI. Yes. Thì từ một cái cây quyết định và có cái dữ liệu mới vào thì mình sẽ dựa trên cái đấy để có thể phân loại classify, đấy là decision tree for classification. Tiếp tục mình đến cái độ đo entropy. Tiếp tục mình đến cái độ đo entropy. Entropy là cái độ đo gì? Entropy là cái độ đo để đo cái tính tính random, tính ngẫu nhiên và tính unpredictable, tức là tính có thể đoán được hay không, có thể đoán được hay không. Thì ví dụ ở đây mình có một cái tập recording. Thì cái entropy này nó sẽ là cái độ đo không chắc chắn của dữ liệu, không chắc chắn của dữ liệu, tức là sao ạ? Ví dụ mình đang có một cái tập dữ liệu là có ba con hươu cao cổ, hai con voi, hai con hổ và một con khỉ. Thì khi mà mình bốc ra một con vật thì mình sẽ không không khó mà đoán được là cái con vật đấy mình bốc ra là con gì, tức là mình sẽ không chắc chắn là cái con mà mình bốc ra là cái con gì ạ. Còn nếu mà với cái tập tất cả đều là con hổ thì mình sẽ chắc chắn đấy là chắc chắn mà cái con mà mình bốc ra đấy là con hổ. Thì đấy là cái độ đo entropy nó sẽ biểu diễn là như vậy, nó sẽ biểu diễn được là cái sự chắc chắn của dữ liệu hoặc là sự không chắc chắn của dữ liệu. Đó, ví dụ bây giờ mình đang có một cái này là cái độ đo impurity. Impurity tức là càng đồng nhất, càng ít cái loại thì nó sẽ càng đồng nhất, hay có nhiều loại thì nó sẽ càng đồng nhất là cái impurity. Còn cái entropy thì nó sẽ xác định như thế nào? Ví dụ như là cái này chẳng hạn, tất cả các cái dữ liệu đều là chấm xanh thì bây giờ khi mà rút ra thì chắc chắn là mình sẽ chắc chắn được là cái mình rút ra là chấm xanh. Còn cái này thì mình sẽ khó xác định là cái chấm xanh hơn, tại vì là nó còn có một số cái chấm đỏ. Còn cái này thì sẽ càng khó hơn ạ. Thì lúc này cái entropy nó sẽ tính bằng cái công thức này, nó sẽ tính bằng cái công thức này bằng trừ của tổng các cái xác suất nhân với cái log của cái xác suất đó. Thì phần đằng sau thì mình sẽ vào ví dụ thì sẽ dễ hiểu hơn cái công thức đấy như thế nào. Thì tại sao mình lại có công thức như thế này? Ví dụ bây giờ mình đang có một cái sample dataset ở đây chẳng hạn. Mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 vàng. Thì ở đây mình có thể thấy là khi mà mình bốc một cái dữ liệu ở đây thì mình có thể là gì? Cái xác suất mà mình nhận được cái vàng thì nó sẽ
lớn hơn cái xác suất mà mình nhận được cái xanh đó. Thì cái xác suất này, cái xác suất này càng lớn thì cái độ ngạc nhiên thì nó sẽ càng nhỏ, độ ngạc nhiên thì nó sẽ càng nhỏ. Ví dụ như là giống như mình mua xổ số vậy, cái xác suất để mình trúng xổ số thì rất là nhỏ, cho nên là khi mà mình trúng xổ số thì mình sẽ rất là ngạc nhiên, đúng không ạ? Thì xác suất mà nó càng lớn thì cái surprise mình sẽ càng không ngạc nhiên bằng. Ví dụ như là ở đây mình mà bóc được cái vàng thì nó sẽ không ngạc nhiên bằng với cái việc mình bóc cái xanh. Đó, thì đối với cái nhận xét này, cái quan sát này thì mình có thể thấy được là cái xác suất thì nó sẽ nghịch đảo với cái surprise, cái độ ngạc nhiên, độ ngạc nhiên. Thì ví dụ ở đây chẳng hạn mình đang có, ví dụ tiếp theo mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái nút vàng, 7 cái chấm vàng và 1 cái chấm xanh. Thì bây giờ mình random chọn một cái thì mình có thể thấy là được là cái xác suất để lấy được cái vàng này là 7/8 và xác suất được lấy được cái chấm xanh này là bao nhiêu, 1/8. Thì lúc này cái surprise của cái này mình sẽ tính bằng cái nghịch đảo, nó nghịch đảo mà, mình sẽ có cái, mình có thể tính được bằng công thức là ở đây 7/8 thì cái surprise nó sẽ bằng 1 chia cho 7/8 thì bằng 8/7. Và cái blue với cái, với đây là với cái trường hợp yellow là cái chấm chấm vàng, còn đối với cái trường hợp blue là nó sẽ có xác suất 1/8 mà mình rút ra được thì mình sẽ ngạc nhiên, đúng không? Mình sẽ được ngạc nhiên, độ ngạc nhiên là bằng 8. Thì có thể thấy là để rút được cái màu xanh ra thì mình rất là ngạc nhiên, nó lớn hơn nhiều so với cái độ ngạc nhiên của cái màu cái chấm vàng. Thì mình có thể từ cái nhận xét đó, từ cái nhận xét mà cái xác suất mà nó nghịch đảo với cái độ ngạc nhiên thì mình sẽ tính 1/P. Thì đối với cái trường hợp này, đối với cái trường hợp mà mình tính công thức là 1/P thì nó sẽ có gì sai? Tại vì trong cái mình có thể plot cái đồ thị của cái 1/P đấy ra thì nó sẽ cái 1/P thì nó sẽ chạy từ 0 đến 1 đây, và cái surprise thì nó sẽ chạy theo cái, nó sẽ có các cái giá trị từ đây. Đó. Thì ở đây mình có thể thấy là cái surprise ở đây nó sẽ bắt đầu từ 1. Thì nó sẽ sai sai một tí. Tại vì sao? Ví dụ với cái dữ liệu mà toàn là cái chấm vàng chẳng hạn, chấm vàng thì mình sẽ có xác suất là bằng bao nhiêu ạ? Cái xác suất của cái yellow để bằng 1. Thì lúc này cái độ ngạc nhiên của nó sẽ bằng 1/1. Thì mình đang muốn là cái độ ngạc nhiên nó là bằng 0. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một công thức khác. Thì có công thức nào nó biểu thị được cái được như vậy không? Thì mình sử dụng cái đấy. Thì ở đây đây là cái công thức cái đồ thị và 1/P mình plot lên để nhìn. Thì lúc này là cái một với cái xác suất bằng 1 thì nó sẽ có độ ngạc nhiên bằng 1. Thì ở đây mình chưa đáp ứng được cái yêu cầu của mình đang muốn một cái đồ thị mà nếu mà cái xác suất bằng 1 thì cái độ ngạc nhiên thì nó sẽ bằng 0. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái công thức nào. Ví dụ ở đây mình đều có một cái tập đều là vàng hết, đều là các chấm vàng hết, cho nên là cái P ở đây để lấy được cái vàng này nó bằng 1, và cái từ đó suy ra được cái S mà theo cái công thức mà mình 1 chia cho P ấy, thì nó sẽ bằng 1. Thì cái S này này nó nên là bằng 0, cái độ ngạc nhiên lúc này nó nên là bằng 0, cho nên là mình sẽ sử dụng cái công thức nào, công thức như thế nào. Đây mình sẽ sử dụng hàm log để cho vào, để cho cái giá trị surprise đấy nó sẽ về bằng 0. Thì ở đây có thể thấy là gì, cái hàm log nó sẽ có một số cái đặc điểm để đáp ứng được cái mong muốn của mình, đó là cái hàm log này này nó đi qua cái điểm là gì, điểm 1/0, tức là với cái điểm nào có xác suất bằng 1 thì nó sẽ cho cái surprise nó bằng 0 đó. Và những cái nào mà có gì, nó có cái hàm log này này nó còn có tính đối xứng nữa, nên là người ta sẽ chọn cái hàm log này cho vào cái công thức của cái entropy. Thì ở đây các bạn có thể thấy là tất cả những cái hàm log đều đi qua cái điểm 1/0 này, tức là cái điểm mà xác suất bằng 1 thì nó sẽ về bằng 0. Thì mình sẽ sử dụng hàm log, đấy là cái lý do mà tác giả chọn cái hàm log. Thì hàm log ngoài ra nó còn có cái gì, nó có chia ra các cái đối xứng, ví dụ như là nó sẽ, ví dụ ở đây 2, 3, 2, 2, 2, 1 thì nó sẽ đưa về 1, về 2, về 3. Đó. Thì ví dụ bây giờ
Như cái lúc nãy ví dụ mà tất cả các cái điểm dữ liệu đều là vàng thì mình có thể tính theo cái 1/p thì nó sẽ được là màu. Còn bây giờ với cái cách tính là tính theo cái entropy theo cái log đấy thì mình sẽ được thế nào? Ở đây ví dụ ở đây mình sẽ xác suất là được một, xác suất là bằng một, và bây giờ cái s nó sẽ bằng log của 2/1/1 thì nó sẽ bằng không, tức là nó sẽ không ngạc nhiên, no surprise. Thứ hai là nếu mà với trường hợp là nếu mà mình ghép bằng cái xong cái mình thu được cái gì cái chấm màu xanh từ cái tập này, chấm màu xanh từ cái tập này thì xác suất của nó là bằng không, và cái độ ngạc nhiên là nó sẽ không xác định, nó rất là lớn đúng không ạ? Từ một cái tập vàng mà mình rút được một cái chấm xanh thì nó có độ ngạc nhiên rất là lớn. Đó, đây một cái ví dụ nữa. Một cái ví dụ nữa ở đây mình có 9 cái nút vàng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cái chấm vàng. 9 chấm vàng và một cái chấm xanh thì mình sẽ sự ở đây khi mà mình được cái tập này mà mình rút được cái chấm xanh này thì rất là ngạc nhiên, cho nên là cái surprise đấy nó phải lớn đúng không ạ? Còn cái surprise đầu rút được cái vàng thì nó sẽ nhỏ hơn. Thì mình thử tính theo cái công thức xem nó có đúng không ạ? Đây, ví dụ như là P của cái vàng đấy là 0,9. 0,9 thì khi mà S cái surprise nó sẽ bằng log 2 của 1 chứ 0,9 thì nó sẽ bằng 0,15. Tức là nó sẽ ít ngạc nhiên. Còn đối với cái P bằng 0,1 xong thì mình sẽ tính công thức là log 2 1 chia 0,1 thì mình sẽ tính được 0,3732. Đó, thì tức là cái khi mà rút được cái xanh thì mình sẽ ngạc nhiên hơn nhiều so với việc mình rút được cái vàng. Thì ở đây có thể so sánh hai cái hàm của một chia một trên cái một cái gì một một trên cái xác suất một trên probability. Thứ hai là cái này là gì, log log của cái đấy, log của cái đấy thì có thể thấy là với trường hợp bằng một thì cái độ ngạc nhiên thì nó sẽ bằng không, không ở đây. Đó, còn cái này bằng một thì nó sẽ độ ngạc nhiên nó vẫn là bằng một. Thì cái vấn đề cái hàm log này nó giải quyết được cái mong muốn của mình là gì? Giải quyết mong muốn của mình là với cái trường hợp là p bằng một, cái xác suất bằng một thì nó sẽ có độ ngạc nhiên là bằng không. Đó, còn đối với trường hợp mà ba cái mình rút ba cái liên tục chẳng hạn, ba cái liên tục thì mình có thể tính được cái xác suất như thế này. Đầu tiên là cái vàng, xong đến cái vàng, xong đến cái xanh. Đó thì mình sẽ tính cho xác suất là đầu tiên là 0,9 này, tiếp tục 0,9 và 0,1 thì nhân xác suất của nó thì sẽ nhân. Còn cái surprise thì nó sẽ bằng cộng cộng của ba cái đấy lại với nhau. Ba cộng cộng của ba cái đấy lại với nhau. Thì đấy là công thức lưu ý là khi bóc liên tục ba cái. Thì ở đây cái bảng này là sẽ thể hiện cái cột này là gì ạ? Một cái dòng này là cái dòng xác suất, cái là dòng này là dòng tính độ surprise, độ ngạc nhiên. Thì ở đây mình sẽ tổng hợp cái thông tin lại với nhau như thế nào? Thì mình sẽ lấy là xác suất này này nhân với cái độ surprise cộng với xác suất này nhân với cái surprise. Thì lúc này cái surprise mà tính tổng của cái gì? Surprise mà tính tổng đây là gì, lấy được 100 cái vàng trong 100 lần thì mình sẽ bằng gì, 0,9 nhân với 100 nhân 100 và nhân với 0,15. Đấy, đấy là cái mong muốn mà cái độ mong muốn mà cái số lượng mong muốn mà mình lấy được cái gì, cái yellow, cái màu vàng, và cái này là total surprise, tổng số cái độ đo surprise. Thì thì mình sẽ có công thức như thế này, công thức như thế này. Ở đây là 0,1 nhân với 100 nhân với 3,32 cộng với 0,9 nhân với 100 nhân với 0,25 à 0,15 thì mình sẽ được cái công thức như này, công thức như này. Thì tính độ cái subscribe của cái tập đó thì mình sẽ dựa trên cái này. Dựa trên cái công thức này. Thì chính là cái công thức tính entropy. Entropy ở đây là gì ạ? Mình sẽ tính log của cái 1 trên p này nhân với p này. Log của 1 trên p nhân với px. Thì ở đây mình có thể thấy là tại sao lại có dấu trừ ạ? Dấu trừ thì tức là log của 1 chia 1 của log của 1 trên px thì bằng là gì? Log của 1 trên px thì bằng log của 1 trừ đi log px. Mà log của 1 chính bằng 0 thì cho nên là cái này nó có dấu trừ ở đây. Nó chuyển về cái dấu trừ như vậy. Đấy là cái công thức của cái độ đo entropy. Thì lúc này mình sẽ tính được cái gì ạ? À? Mình sẽ tính được cái average, cái độ đo của cái entropy là bằng 4,47. 4,47.
Hay cái công thức của mình tính là xác suất của cái vàng 0,9 nhân với cái surprise đấy là 3,3 3,3 đây là 0,15 cộng với 0,1 nhân với 0,32. Đó thì mình sẽ được đây cái slide này sai. Thì ở đây cái công thức mà mình tính được thì đây là cái độ surprise ạ, cái độ ngạc nhiên. Còn cái này là cái xác suất của cái surprise đấy. Thì đấy là cái độ đo entropy. Thì ví dụ từ cái entropy đấy thì mình có thể entropy thì nó cũng tương tự với cách cách nghĩ của cái độ đo impurity. Thì cái entropy này này ở càng cái nút đầu đúng không ạ, thì mình có nhiều cái dữ liệu tất cả thì nó sẽ đa dạng hơn, thì càng càng chia nhánh càng rẽ nhánh thì các cái dữ liệu này nó sẽ càng ít ít cái loại hơn, cho nên là cái entropy nó sẽ càng càng giảm, nó cũng sẽ càng giảm, nó sẽ càng giảm. Và từ cái entropy này thì mình sẽ có một cái độ đo là information gain, nó sẽ bằng entropy của nốt nốt cha trừ đi entropy của nốt con, đó là cái information gain. Ví dụ ở đây mình có một cái tập dataset có bốn năm cái nút vàng và năm cái nút xanh, thì mình sẽ tính được cái gì ạ, cái entropy lúc lúc đầu nó sẽ bằng một, sau khi để nhánh thì cái bên trái thì nó sẽ tính được cái entropy là 0,65 và cái bên phải thì entropy là bằng không. Đây không, ở đây tức là khi mà mình bốc cái xanh thì độ ngạc nhiên thì nó sẽ bằng không. Đó, bên này là 0,65, 0,65 thì sẽ tính bằng cách là gì ạ, đây là bằng 5 phần 6 6 trừ của 5 phần 6 nhân với log của bao nhiêu ạ? 1 log của 5 phần 6. Đó. Trừ này, sau cộng cái gì mà 1 phần 6 nhân với log của 1 phần 6, thì đấy là cái công thức của cái độ đo entropy. Sau mình sẽ tổng hợp lại. Thì cái information gain sẽ bằng là gì? 1 trừ đi tổng của hai cái này, trừ đi 0,65 trừ đi 0, nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,35. Thì đấy là information gain. Thì information gain nó càng lớn thì cái cây đó sẽ càng tốt. Ví dụ đây cái entropy lúc nãy là mình quên nhân với cái số quét ở đây nữa. À, cái này sai nhá. Cái này sai. Thì ở đây đối với cái entropy mình cũng tính tương tự với cả impurity, mình cũng phải nhân với cái số lượng, cái xác suất cái số lượng ở trong đấy. Ví dụ như là mình tính được số lượng nốt ở bên này là bao nhiêu, là 6, bên này là 4, bên này là 6, thì lúc này là sẽ bằng bao nhiêu ạ? 6 phần 10 nhân với cả 0,65 cộng với 4 nhân với 0, 4 phần 10 thì nó sẽ được là bao nhiêu? 0,39. Đấy là cái entropy của cái children. Còn cái lúc này thì cái gain, cái information gain bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu? 1 trừ đi 0,39 chính là bằng 0,61 ở đây, 0,61. Nó sẽ bằng entropy trước khi chia và sau khi chia thì nó sẽ được như này này. Thì bây giờ ví dụ như là bây giờ mình sẽ phân loại các cái loại động vật dựa trên một số cái đặc điểm, ví dụ là màu và chiều cao hết, và bây giờ mình sẽ color này với hết của nó. Bây giờ mình sẽ phân loại dựa trên hai cái feature đấy. Thì đầu tiên là mình sẽ tính cái entropy, mình thì sẽ tính entropy thì mình sẽ tính như thế nào. Ở đây cái tập này nó sẽ có ba con vua cao cổ, một con hổ, một con khỉ và hai con hổ, một con khỉ và hai con voi, thì mình sẽ thực hiện tính entropy. Thì ở đây mình có thể tính entropy mà khi mà mình chưa làm gì hết thì nó có thể tính là bằng cách nào ạ? Bằng ba tổng ở đây nó sẽ có 8, 8 3 cộng 2 cộng 1 cộng 2 thì nó sẽ là được bao nhiêu? 8. Thì 3 phần 8 này mình sẽ tính bằng 3 phần 8 nhân log của 3 phần 8 cộng với tiếp tục 2 ở đây, 2 phần 8 nhân với log của 2 phần 8 cộng với 1 phần 8 nhân với log của 1 phần 8 cộng với 2 phần 8 nhân với log của 2 phần 8 thì mình sẽ tính được cái entropy mà lúc chưa chia nó được là 0,571. Đó. Thì sau đấy mình sẽ thực hiện chia theo một trong hai điều kiện. Một trong hai điều kiện đấy là gì ạ? Cái color thì mình sẽ chia thành color màu. Mình sẽ chia thêm cái ở đây có một số điều kiện liên quan đến color với hết, thì mình sẽ chọn là yellow này, hoặc là cái chiều cao nó lớn hơn bằng 10, hoặc là yellow bằng brown hay là không, hoặc là color bằng gray. Đó.
mình sẽ có một số cái điều kiện như vậy thì mình sẽ tính cái entropy dựa trên một số cái điều kiện đấy. Thì ví dụ mình lấy cái đi, điều kiện ban đầu là cái HL bằng J lâu, sau đấy mình sẽ tính mình sẽ phân tiếp là theo cái gì, cái chiều cao như thế này đó. Thì mình sẽ tính được cái gì đầu tiên là mình phải xác định được là cái nào mình làm cái nốt gốc đã, cái HL hay là hết, thì mình sẽ thực hiện tính cái information gain. Cái nào mà cho cái information gain mà lớn nhất thì mình sẽ lựa chọn cái feature đấy làm cái nốt gốc. Đây là một số cái ví dụ nữa để mình có thể sử dụng xây dựng cái cây quyết định dựa trên cái entropy. Thì ở đây mình đang có một cái tập dữ liệu cần xác định là ma mù hay là reptile, tức là có động vật có vũ hay là động vật bò sát. Thì đầu tiên là mình đếm là cái loại này thì mình sẽ đếm được bao nhiêu ạ? Cái species này mày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì lúc đầu mà nó sẽ có bao nhiêu? 10, tổng là 10 này, và trong này 1 2 3 4 5 6 6 ma mù và cả còn lại là 4. Thì bây giờ mình sẽ tính cái entropy lúc đầu mà chưa được chia ra thì nó sẽ là 0,97. Thì bây giờ mình sẽ dựa trên một số điều kiện, mình sẽ tính entropy dựa trên cái là nó có lăng hay là không. Mình sẽ, ở đây nó sẽ có hai một số cái feature, ví dụ tooth này, hair này, breath này, và có chân hay không, có răng hay không, có tóc hay không, có thở hay không, và có chân hay không. Thì mình sẽ tính được các cái entropy ở đây ạ. Thì entropy thì lúc đầu mà chưa chia thì mình sẽ tính được 0,97. Sau khi chia dựa trên cái tooth thì mình sẽ tính được cái, mình tính cái entropy của bên trái này, bên trái, và entropy của nhánh bên phải. Sau đấy mình sẽ dựa trên cái tầng hai cái thông tin này thì mình sẽ tính được cái information gain, và mình sẽ trừ ra information gain ở đây là bằng 0,01. 0,01 thì nó là nhỏ. Cái information gain tức là cái entropy của cái nốt cha trừ đến nốt con, thì lúc này nó nhỏ thì nó sẽ không có mang nhiều thông tin. Còn đối với trường hợp là cái mình sử dụng cái feature là hair, mình cũng tính toán cái entropy ở cái bên trái và tính toán cái entropy ở bên phải, sau đấy mình tổng hợp lại theo cái weight thì mình sẽ được cái information gain. Sau đấy mình sẽ có cái entropy của left này, entropy của right này, sau đấy mình sẽ tổng hợp của cái sau khi mà mình chia thì nó sẽ nhân theo cái weight thì nó bằng 0,36. Thì lúc này cái information gain nó bằng 0,61, nó lớn hơn so với cái phần đằng trước mình tính được 0,01. Thì đối với hai cái này thì mình so sánh hai cái này thì cái hair thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp tục với cái feature là breast thì ở đây mình sẽ cũng tính được cái information gain bằng 0,14, thì nó cũng thấp, nó chưa bằng cái của cái hair. Tương tự cái cuối của là hair leg thì mình sẽ tính được là 0,55. Thì từ bốn cái số liệu này thì mình sẽ chọn được cái gì thì là nốt gốc ạ, là cái hair. Thì mình sẽ maximize cái information gain. Lúc nãy cái information gain là của mình sẽ thuộc vào cái trường hợp hair này, thì mình sẽ chọn cái này, hair này làm cái nốt gốc. Đó. Thì sau khi cái hair này rồi thì mình lại tính cái entropy. Sau khi mà chia dựa trên cái hair xong rồi mình sẽ chọn tiếp cái nốt nào là cái nốt con tiếp theo dựa trên cái entropy, dựa trên cái độ đo entropy như vậy. Thì đây mình có thể tính toán dựa trên cái gì ạ? Sau khi has tooth này thì mình cũng tính toán dựa trên là cái entropy của cái này, information gain của cái này là bao nhiêu. Thì từ đó thì mình có thể xác định được cái nốt tiếp theo của cái đó, của cái sau cái hair là cái gì. Ở đây mình có thể thấy là các cái information gain ở đây thì nó sẽ chia ra được các cái information gain, thì mình có thể thấy được là cái này nó sẽ cao nhất, đúng không ạ? Cái feature hair leg thì nó sẽ có cái information gain thì nó sẽ cao nhất. Thì lúc này mình sẽ dựa trên cái gì, dựa trên cái leg ở đây đó, mình sẽ phân nhóm. Thì đấy là cái cách để xây dựng cây
quyết định dựa trên hai cái độ đo là Gini impurity và cái độ đo entropy. Hai cái độ đo này nó cũng tương tự nhau thôi. Nó sẽ có cái cùng một cái ý nghĩa, cái mục đích giống nhau, nhưng mà nó sẽ có công thức nó khác nhau. Sẽ tùy trường hợp thì mình sẽ có tính entropy, trường hợp thì mình sẽ tính Gini impurity. Ngoài ra thì nó sẽ có nhiều cái độ đo khác nữa. Thì trong phần này thì mình chỉ ôn tập hai cái độ đo đấy thôi.